không có những sự cố gắng giúp cho thêm có thành công của những người ngay từ đất linh cho tới cả khai hưng cho tới thạch lam hoàng đạo thì có thời thơ mới và không có báo phong hoa ngày nay đều phổ biến những bài thơ mới có giá trị thì thơ mới không thể thành công được như chúng ta thấy thì cái công cực kỳ quan trọng rất lớn. Đây là cái điều mà giáo sư Ngô Quốc vừa mới cô nói ra, nhưng vì thời giờ giới hạn mà không làm xong được thì chúng ta may mắn là người nói tiếp liền sau đó. Xin quý vị coi bài này là bài khai triển bài nói của giáo sư Nguyễn Hùng Quốc. Chúng ta khai triển sâu thêm để anh Quốc được hài lòng vì điều anh không muốn trình bày nhưng mà chưa đủ thời giờ trình bày thì có một người bạn nhìn vẫn thấy y hệt như anh. Chúng tôi khai triển rõ hơn ý của anh Nguyễn Hùng Quốc và cái điều này rất quan trọng. Chúng tôi xin ghi nhận cái sáng kiến của trưởng ban tổ chức là anh Phạm Phú Minh. Và để quý vị, chúng tôi trong giấy tờ giấy in đó phong trào thơ mới chúng tôi viết Trung Hoa thơ mới xin hiểu đây là danh tự riêng là các phong trào thơ phát khởi từ 1952 từ cái bài Tình Gà của cụ Phan Khôi và cho đến khoảng coi như ngừng 1945 thì sau đó đất nước sang ở giai đoạn khác văn học cũng biến đổi thì cái thời kỳ đó là thời kỳ quan trọng nhưng mà chỉ có hơn 10 năm thôi. Thế còn từ sau 1945 đất nước thay đổi thì có nhiều phong trào thơ khác và sau vào miền Nam cũng có những phong trào văn học cố gắng là mới hơn thơ ta. Thế thì cái thơ mới ta gọi là mới đó thực sự bây giờ không gọi là mới nữa, nó là cũ rồi. Đây là danh từ riêng nhưng mà kỳ thực ảnh hưởng của nó vẫn còn quan trọng lắm trong văn học Việt Nam. Thế thì trong tôi được một câu hỏi cũng có thể người có người thắc mắc là cái đề tài này không cần thiết là vì ảnh hưởng của phong trào thơ mới, xin lỗi, của tự lực văn đoàn ở thơ mới. Người ta nói này trong tự lực văn đoàn có 3 nhà thơ Thế Lữ, xin lỗi, thầy kể thứ tự là của Hồ Đồng Hiếu Tú Mỡ trước rồi đến Thế Lữ và Xuân Diệu. Thế thì nếu mà ảnh hưởng của tự lực văn đoàn bây giờ chỉ cần kể những tác phẩm của Thế Lữ và Xuân Diệu là những người làm cho thơ mới thành công là đủ thôi. Có cần đưa ra cả cái đề tài để nghiên cứu mất thêm 20 phút với nhau không? Thì nghĩ lại thì chúng tôi thấy thế này là ông Phạm Phú Minh rất đúng. Về bên cạnh cái sự những tác phẩm giá trị của Thế Lữ và Xuân Diệu để người ta tin ở thơ mới, nó có cái sự cố gắng của tất cả những người lãnh đạo từ văn đoàn, từ Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng và có sự cố gắng của Tú Mỡ nữa. Đồng thời cái phương tiện họ dùng cả phong hóa thật này làm thế nào để cho phong trào đó mình thành công. Rồi là việc phát giải thưởng, văn chương thiếu văn đoàn, kể cả giải thưởng thơ. Và cái buổi in những tập thơ mới rất đẹp, rất giá trị, giúp tác giả in thơ, phát giải thưởng cho Tế Anh Thơ, cho Tế Hanh, rồi trao bằng khuyến khích cho Nguyễn Bính. Và in thơ của những người đó trong phong hóa trong ngày nay cũng là điều giúp tôi thơ mới rất nhiều. Thì ra đi sâu vào điều đó cũng đáng để chúng ta bỏ ra 20 phút sắp tới. Thế kính thưa quý vị, chúng tôi xin trình bày tiếp và chi tiết là trước nhất xin nói qua về sự đóng góp qua những nhà thơ quan trọng trong từ lực văn đoàn. Đầu tiên xin nói tới Thế Lữ. Thì có lẽ cái người có thẩm quyền về văn học, chúng ta cũng tạm nghe lời nhận định của Vũ Ngọc Phan. Trong nhà văn hiện đại, Vũ Ngọc Phan viết về Thế Lữ thế này: ông là một thi sĩ có công đầu trong việc xây dựng nền thơ mới. Phan Khôi, Lưu Trọng Lư chỉ là những người làm người ta chú ý đến thơ mới mà thôi. Còn Thế Lữ mới chính là người làm người ta tin cậy ở tương lai của thơ mới. Thơ ông không phải chỉ mới ở lời mà còn mới ở ý nữa. Những ý đấy ông phô diễn với tất cả sự nồng nàn, làm cho người đọc về thổn thức say sưa. Có hồi tưởng lại 8-9 năm về trước mới biết ảnh hưởng của Thế Lữ hồi ấy mạnh là chừng nào. Hồi tưởng lại 8-9 năm trước là của nhà văn hiện đại in ra năm 1942. 8-9 năm trước là ông vẫn nói tới hồi 1933-34. Thì đúng là bài thơ Kiến Trúc Tuyệt Vời in ở Phong Hóa cuối năm 1933 và bài thơ Nhớ Rừng in ở Phong Hóa đầu năm 1934. Thế thì khi hai bài thơ ra là ấn tượng bài thơ mới rất mạnh. Thế rồi sau Thế Lữ tôi thường đọc mấy câu của Hoài Thanh. Trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh viết về Thế Lữ thế này: độ ấy thơ mới vừa ra đời, Thế Lữ như vầng sao đột hiện ánh sáng chói khắp ở trời thơ Việt Nam. Dầu sau này danh vọng Thế Lữ còn mờ đi ít nhiều, nhưng người ta không thể không nhìn nhận cái công của Thế Lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này. Danh vọng Thế Lữ còn mờ đi không phải vì ông mờ đi mà chính vì nhiều nhân tài mới xuất hiện.
Để sau khi xuất hiện thêm Xuân Diệu với cả những người khác thì thi đàn nó phải đúng hơn. Chứ còn lúc đầu Thế Lữ là bị trục phái. Thế Lữ không bút chiến, không diễn thuyết. Thế Lữ chỉ lặng lẽ, chỉ điềm nhiên bước những bước vững vàng. Mà trong khoảnh khắc cả hàng ngũ thơ xưa phải tan vỡ. Bởi vì không có gì khiến người ta tin ở thơ mới hơn là đọc những bài thơ mới hay. Thế và ông đã dẫn chứng theo Hoài Thanh thì dẫn chứng những câu thơ ở trên thêm một nhận xét nữa của một nhà phê bình văn học, một vị giáo sư khoa bảng dạy về khoa học, dạy văn học là giáo sư Phạm Thế Ngũ trong Việt Nam văn học sử giảng lớp Tân Biên. Giáo sư Phạm Thế Ngũ nhân danh một nhà biên khảo giáo khoa viết thế này: Thế Lữ gây cho thơ mới một nền tảng vững vàng với những tác phẩm giá trị của ông. Thế xin trở về với sự phân tích ngắn của Hoài Thanh. Hoài Thanh viết thế này: đọc những câu thơ như nhớ cảnh sơn lâm bỗng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khi thét quốc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhẹ nhàng. Hoài Thanh viết là đọc những câu ấy không ai có quyền biểu môi trước một cách mạnh về thơ ca cơn nổi dậy. Thế Lữ dùng chúng ta táo bạo, đọc bài tiếng rừng ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ là một viên tướng điều cần đội quân Việt ngữ và những mệnh lệnh không thể cưỡng được. Thế là sau đó Vũ Đình Liên nhận định thế này: hai câu nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đừng uống ánh trăng tàn, có sức mạnh như một tuyên ngôn để binh vực thơ mới. Vũ Đình Liên là tác giả với ông Đồ đấy. Đoàn Phú Tứ là tác giả bài thơ Màu Thời Gian viết thế này: chỉ cần hai câu nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi được uống ánh trăng tàn, cũng đủ thấy rằng là thơ mới vượt hơn hẳn thơ cũ. Thơ cũ không thể diễn tả được cái hình ảnh tình cảm này. Lê Tràng Kiều là một nhà phê bình văn học thời đó, ông được chủ bút tờ Hà Nội Báo và về sau này chủ bút tờ Tiểu Thuyết Thứ Năm. Thì Lê Tràng Kiều nhận định thế này: những nhà thơ như Thế Lữ không phải là của anh, của tôi, của một người nào.